Trung tâm cây giống cát sâm Tam Đảo xin kính chào quý bà con. Ngày hôm nay tôi lại có thời gian để làm cho bà con một cái video để giới thiệu cho bà con. Hiện nay chúng tôi đang nhân giống và phát triển rất nhiều các cây giống cát sâm. Thì bà con đang nhìn ở đây, đây là những cái cây cát sâm chúng tôi đang trồng và cái giống của nó bây giờ đang được đánh giá đảm bảo cái chất lượng cao nhất. Đấy, giống cây rất là cao rồi, cao trên 20 cm, từ 20 cm trở lên. Bà con có thể nhìn ở đây là chúng tôi đang nhân giống và phát triển rất nhiều. Mỗi một cái luống này thì trung bình nó sẽ dao động từ 1,2 vạn đến 1,5 vạn cây. Thì ở đây chúng tôi làm thành rất nhiều luống khác nhau để đủ cái nhu cầu cung cấp cho năm nay. Thì vào cái vụ bắt đầu vào giữa tháng 7 dương lịch này đến vụ đông xuân này thì là cái thời điểm thích hợp để chúng ta trồng cái cây giống cát sâm để đem lại cái giá trị kinh tế cao, để cho cái cây nó phát triển mạnh nhất và đem lại cái giá trị kinh tế cao nhất cho bà con. Thì những video trước chúng tôi cũng đã giới thiệu về cái thời gian để trồng và cái thời gian để thu hoạch là khoảng bao nhiêu năm, chúng tôi hôm nay cũng không nói lại nữa. Đấy, chỉ muốn giới thiệu cho bà con để bà con có thể nhìn được hiện nay chúng tôi đang có rất nhiều các cây giống cát sâm để phục vụ cho bà con và cái giá thành vô cùng hợp lý. Để tránh tình trạng bà con mua nhầm với những cái đơn vị họ buôn họ không uy tín, thì bà con có thể lựa chọn những trung tâm cây giống uy tín để được tư vấn tốt nhất về kỹ thuật trồng cây. Cái thứ hai nữa, bà con cũng sẽ được tư vấn về cái cách chăm sóc cây để làm sao để chúng ta thu được cái lông dược cao nhất. Đấy, các củ cát sâm nữa muốn giới thiệu cho bà con để bà con có thể nhìn thấy được hôm nay là toàn cảnh cái khu chúng tôi nhân giống cái cây giống cát sâm. Đấy, khu vực che nưới này là đang nhân giống cái cây sa nhân tím, bà con có thể tham khảo ở đây. Cây này cũng là cây dược liệu đem lại giá trị kinh tế rất là cao. Mũi nhọn hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu cho bà con về cái cây cát sâm. Đó. Bà con có nhu cầu mua cây giống thì liên hệ trực tiếp số điện thoại 0798 414 414 chúng tôi đã để bên dưới màn hình, hoặc có thể liên hệ trực tiếp theo Zalo bằng số điện thoại đó để được đội ngũ kỹ sư nông nghiệp của chúng tôi tư vấn tốt nhất cho bà con. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo.